Em tính sao mà bỏ đi ra nước ngoài vậy? Em tính đi bỏ đi kiếm tiền, nhưng mà gửi về cha mẹ em các nhà cửa, tại vì cha mẹ em hiện tại giờ là sống ở dưới ghe, không có nhà cửa để sống. Gia đình em khổ quá, em thấy cha mẹ em khổ quá, em chịu đựng không nổi. Rồi má em cũng không cho đi nữa, em mới liều ra em đi qua bến. Con chỉ tính là kiểu như nghe nói qua bến đổi trời, kiểu như cầu sự may mắn lấy được chồng cá giả có tiền gửi về phụ mẹ nuôi con. Đổi đời hay trả giá, đó là nỗi đau khổ không cùng tận của những nạn nhân bị lừa đảo bởi bọn tội phạm buôn người. Đây là đoạn băng ghi hình do trung tâm AFESIP, một tổ chức phi chính phủ của Pháp tại Việt Nam cung cấp khi biết chúng tôi thực hiện phóng sự này. Đây là nhà chứa Campuchia. Hai cô bé này chỉ mới 8 đến 10 tuổi. Mụ chủ chứa cò kè với khách làng chơi để bán trinh các cô bé với giá 600 đô la Mỹ. Bây giờ không ai biết cuộc đời những cô bé này ra sao. Cũng không thể biết đã có bao cô gái chịu chung số phận như vậy. Một cô gái khác đó là Trúc. Năm 2001, Trúc đã nghe lời một người dắt mối nói qua Malaysia sẽ được thuê làm công. Trúc đã mượn của họ 300 đô la Mỹ gửi về cho mẹ. Khi đến Malaysia, gã chủ chứa ép Trúc phải tiếp khách để trả số nợ 4.200 đô la Mỹ. Khi Trúc đã tiếp đủ 420 khách, cô đòi gã chủ chứa trả tự do cho mình. Năm 2004, nhờ sự can thiệp của tổ chức AFESIP, Trúc được trả tự do và hồi hương trở về Việt Nam. Nhưng sau đó, vào năm 2005, Trúc chết do bị rơi từ lầu 10 của một căn hộ chung cư ở Singapore. Nhiều nghi vấn Trúc bị sát hại nhằm xóa bỏ chứng cứ đường dây buôn người ở Malaysia. Ước mơ đổi đời của Trúc mãi mãi không bao giờ thành hiện thực. Sở dĩ như vậy thì do họ, thứ nhất là do họ thiếu cái thông tin về hiểu biết về pháp luật thì họ cũng yếu, thiếu hiểu biết. Ngoài cái mưu mô xảo quyệt của cái bọn tội phạm á, thì còn có cái sự nhẹ dạ cả tin của các cô gái và gia đình. Chính vì vậy mà bọn tội phạm nó mới có điều kiện nó lợi dụng, nó hoạt động. Thì trong cái số họ thì khi ở nước ngoài thì có người thì bị rao bán ở giữa đường, rồi cũng có người bị ép hành nghề mại dâm và đưa qua nhiều cái chủ chứa, hoặc có những người bị đánh đập rồi bị cách ly với cái xã hội. Đến bây giờ, Duyên vẫn chưa hết bàng hoàng về những ngày sống tủi nhục ở xứ người. Nhà Duyên rất nghèo ở xã Tân Bình, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long. Năm Duyên 16 tuổi, người đàn ông hàng xóm nói dẫn Duyên lên thành phố tìm việc làm. Ông ta cho Duyên mượn 300.000 đồng đưa cho mẹ. Tin lời ông ta, Duyên đã đi lên thành phố với hy vọng tìm được việc làm ổn định. Nhưng sau đó, người này dẫn Duyên sang tận Campuchia bán cho ổ mại dâm. Tại đây, chủ chứa đã bắt cô trả chi phí 350 đô la Mỹ. Cô không có tiền trả thì bị ép phải tiếp khách làng chơi. Cô không chịu, liền bị giam cầm đánh đập tàn nhẫn. Mấy tháng sau, chủ chứa lại đem bán Duyên cho ổ mại dâm khác ở Malaysia. Tại đây, Duyên được một người tốt bụng giúp cô trốn thoát. Khi trở về Việt Nam, Duyên đã mang thai được 2 tháng. Bán vô trong nhà chứa đó, nhưng bán ngoài con nhà chứa đó là bác con phải làm trả nợ cho nó, làm giấy nợ, phải trả tiền cho nó bằng gửi đô. Khi con cơm nó là phải mới đóng tiền 20.000, không ăn cơm, miễn không có cơ tiền thì con không có ăn ăn cơm, con nhịn đói gì đó. Nhiều khi con muốn tự dặn mãi mà con không có khả năng, vì con nhớ cha mẹ con chịu không nổi. Thời gian gần đây, báo chí đưa nhiều tin về hình ảnh những cô gái Việt Nam bị rao bán trên mạng hoặc dán lên tường trong quán cà phê ở Malaysia. Điều đáng buồn là hiện nay vẫn có không ít các cô gái lén lút hoặc công khai đi nước ngoài theo con đường môi giới hôn nhân. Trong số này, phần lớn các cô gái không có một ý niệm nào về miền đất mà họ sẽ tới. Và hầu như không một ai hiểu cặn kẽ về giá trị pháp lý của cuộc hôn nhân có yếu tố nước ngoài. Đối với những phụ nữ này, đi lấy chồng nước ngoài là đi tìm một lối thoát cho chính họ và cho gia đình họ. Qua số liệu của các ngành chức năng, hiện có hơn 87.000 phụ nữ lấy chồng nước ngoài, gần 2.000 người đi khỏi địa phương, nghi bị bán ra ngoài biên giới. Đi dưới dạng này là đi dưới dạng là công khai, du lịch, cấp hộ chiếu,
Nhưng có những người là nhà nông thôn rất nghèo, nhà không dắt, thậm chí là mưa là không có chỗ trốn, nhưng mà lại xin hộ chiếu để đi du lịch nước ngoài. À, thì trong lúc đó thì bởi vì là rồi phải làm tờ khai là đi cấp hộ chiếu thì vẫn chứng nhận được hoàng, nhưng mà cái sơ hở mình là đáng lý cái trong trường hợp này chính quyền địa phương biết cũng đặt vấn đề thì mình để nắm lại coi là đi như thế nào, thì từ chỗ đó cũng thể là cung cấp cho các cơ quan mình là đi tìm để mình là đấu tranh ngay từ đầu cũng được, nhưng mà hình như không ai quan tâm đến điều đó. Còn ở vùng quê cỏ lát nhiều hơn lúa gạo này, cuộc sống nghèo khổ đeo đuổi mãi làm cho người ta nghĩ rằng khổ ở nước ngoài còn sướng hơn ở cái làng quê này. Do vậy, nhiều cô thôn nữ cũng muốn đổi đời. Thanh sinh ra trong một gia đình nghèo ở huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. Thanh vừa trở về Việt Nam từ Malaysia sau một năm sống dở chết dở vì hy vọng đổi đời khi lấy chồng nước ngoài. Tháng 8 năm 2005, một người đàn bà dắt mối rủ rê Thanh đi du lịch qua Malaysia với mục đích lấy chồng nước ngoài. Thanh đã phải trả tất cả chi phí cho chuyến đi Malaysia là 15 triệu đồng, tương đương 1.000 đô la Mỹ. Mấy tháng sau, Thanh được đưa qua Malaysia cùng với 5 cô gái khác. 4 ngày sau, có người mua Thanh về làm vợ, nhưng Thanh không chịu vì ông ta quá già và có vẻ bệnh hoạn. Thanh bị những người dắt mối đe dọa giết chết. Tại vì trong số người bên Việt Nam qua là đều phải nghe lời ổng, qua bản là phải nghe sự sắp xếp của ổng, là phải lấy chồng, còn nếu mà không chịu thì ổng sẽ mướn người Indo giết. Người nào cũng phải vậy hết, nếu ổng lấy chồng thì không bao giờ về được về Việt Nam. Con sợ. Con sợ nhưng mà con không chịu ở đó, rồi ổng đánh con. Thanh bị ép làm vợ khoảng hơn 4 tháng thì gã dắt mối nói sẽ cho cô trở về Việt Nam. Thanh mừng như được sống lại. Nhưng chuyến bay Thanh đi không phải về Việt Nam mà sang tận Thái Lan. Tại đây, Thanh bị cảnh sát Thái Lan bắt giam vào trại giam Tomo vì Thanh không có giấy tờ tùy thân. Và rất may mắn sau đó Thanh nhờ một người Việt Nam giúp đỡ, liên lạc được với gia đình và Đại sứ quán Việt Nam tại Bangkok, đưa cô về lại Việt Nam. Bây giờ Thanh sống ổn định với nghề ươm cây ngay tại quê nhà. Cô đồng cảm với những phụ nữ khác cũng rơi vào tình trạng vô cùng thê thảm như cô vậy. Con chỉ mong sau này mấy chị em Việt Nam đừng có bao giờ nghe lời họ đi theo con như qua bệnh, như đa số chẳng hạn như con á, thì còn phần may mắn về được đoàn tụ gia đình với mẹ với con. Còn nếu như sau này như họ kém may mắn hơn con, họ không về được thì gia đình họ sẽ khổ, sẽ buồn, họ chết rồi cũng sẽ không có được. Tại hội nghị của Tổ chức Liên nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á về hợp tác lập pháp trong phòng chống buôn bán phụ nữ trẻ em, tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh, các đại biểu đã có nhiều ý kiến về thảm trạng của nhiều phụ nữ trẻ em bị bán hoặc lấy chồng nước ngoài. Hầu hết họ bị bán vào ổ mại dâm làm nô lệ tình dục. Họ khó lòng thoát ra được vì bị bọn buôn người tìm cách canh giữ hay buộc phải ký giấy nợ. Tuy nhiên ngày nay, hiện tượng các cô gái rời bỏ quê hương của mình để mưu sinh ở đất lạ quê người ngày càng tăng. Càng làm thì lại càng thấy vấn đề nó bức xúc hơn, ở chỗ rằng đấy là hội chỉ có tuyên truyền, giải thích, hướng dẫn chị em. Nhưng mà cũng có những cuộc đấy là chị em làm như thế, nhưng mà rồi các em đứng dậy sang các em bảo cháu vẫn đi, cháu vẫn lấy chồng nước ngoài. Vì ở đây đấy là những công ăn, việc làm của cháu đấy là ngoài cái nghề truyền thống là làm nông nghiệp ra thì không có gì hết. Mà bây giờ đấy là đói thì không rồi, nhưng mà nghèo, nghèo quá. Trường hợp của Lan ở tỉnh Vĩnh Long bị lừa bán sang Trung Quốc. Một người bạn rủ cô qua Trung Quốc làm thuê cho những nông trại trồng trà. Cô hy vọng kiếm được nhiều tiền khi qua Trung Quốc hái trà thuê. Nhưng đến nơi cô bị bán cho một người đàn ông Trung Quốc ở tại một vùng núi. Hàng ngày cô phải làm rẫy, sống tách biệt với cộng đồng và luôn chịu cảnh nghèo đói, thiếu thốn. Chịu không nổi, cô đã bỏ trốn, chấm dứt tình trạng bị nô lệ tình dục và bị bóc lột sức lao động. Em mới trốn được qua khỏi cái hai cái núi, đi hai ngày hai đêm mới qua tới cái núi đó. Em sợ ổng lắm, em sợ ổng bắt lại, ổng chặt tay chặt giò. Người ta bỏ tiền ra, người ta mua mình, mà mình trốn như vậy, người ta chặt giò, chặt tay chặt chân cho mình khỏi có trốn. Mới đây, công an tỉnh Tiền Giang đã tóm gọn một băng nhóm đưa người qua Malaysia để gả bán với quy mô lớn, với hình thức trá hình là đi du lịch bằng đường hàng không. Đây là một trong số những nạn nhân của bọn buôn người đã từng bị bán sang Malaysia.
Sau khi về được Việt Nam, cô gái này đã viết đơn tố cáo bọn tội phạm với các cơ quan chức năng để ngăn chặn tội ác của chúng. Từ lá đơn tố cáo của cô gái cộng với nhiều chứng cứ đã thu được, Công an tỉnh Tiền Giang đã thành lập ban chuyên án với sự tham gia của nhiều lực lượng mà nòng cốt là lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội. Nhờ xác định chính xác địa bàn, đối tượng, ngày 27 tháng 3 năm 2006, ban chuyên án đã phối hợp Công an tỉnh Tây Ninh và Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an tiến hành khám xét địa điểm mà bọn buôn người tập kết các cô gái xuất ngoại. Ngay sau đó đã có 7 đối tượng bị bắt giữ, trong đó có một đối tượng bị bắt tại sân bay khi chuẩn bị đưa hai cô gái rời Việt Nam. Về thủ đoạn đó thì nó mỹ dân, tức là ở dưới thì nó cho rằng là coi như đây là để giúp đỡ, để đưa cho phụ nữ ra nước ngoài để có chồng, để đổi đời. Nhưng mà thật chất thì nó là một tổ chức để nó đưa ra để nó mua bán. Mà mua bán ở đây thì nó khác cái trước đây, thì qua cái những cái nơi các cái tỉnh khác ta cũng làm, cũng bắt một số vụ. Nhưng trước đây thì nó mua bán những cái đi chui qua biên giới, còn đây là đi một cách công khai, đi là có hộ chiếu, đi du lịch. Đối tượng mà nó nhắm vào thì hầu hết là các cái cô gái ở nông thôn, cái hoàn cảnh gia đình, kinh tế nói chung là khó khăn, rồi là cái trình độ học vấn thì cũng không được khá lắm, rồi là cái nói chung là những cô gái là còn rất trẻ, cho nên là đối tượng nó đi vào nông thôn nó dụ dỗ, nó lôi kéo cái số chị em này. Đến nay đã có 10 đối tượng trong đường dây buôn người bị tạm giữ, trong đó Phượng là người chủ chốt. Theo lời khai của Phượng thì sau khi kết hôn với một người Đài Loan, Phượng đã nhiều lần cùng chồng tổ chức đưa gái sang Đài Loan bán để thu lợi bất chính và từng bị cảnh sát nước này trục xuất về Việt Nam. Biết không thể hoạt động trên đất Đài Loan nữa, Phượng cùng chồng lợi dụng chính sách thông thoáng của nhà nước trong việc cấp hộ chiếu đi du lịch ở các nước Đông Nam Á. Phượng móc nối với nhiều đối tượng ở các địa phương, chủ yếu là ở Tây Ninh và các tỉnh miền Tây, tìm người lừa bán sang Malaysia thu lợi hàng chục ngàn đô la Mỹ. Do bản thì chia ra nhiều chỗ chứa mình lắm. Ở một chỗ chứa là 500 người, 700 người hoặc là cả chục người. Xong rồi mà đi là đi lúc ban đêm không mà. Nó chở mình tới cái quán, chẳng hạn như quán bar. Còn buổi sáng thì nó chở mình đi ăn sáng trong mấy cái quán. Rồi nó rêu bán từng người ở bên bển làm giá dịch như theo mình thì mình không có biết tiếng ở bển. Nhưng mà cái cử chỉ của người ta thì mình biết là người ta đang đánh giá mình là con gái Việt Nam đi qua bển để làm cái gì. Mục đích của mình là kiếm chồng ở lai có hôn hay là sao. Một người đó là người ta có giao bán tính thì Việt Nam của mình là 100 mấy hoặc 200 triệu. Nếu không chịu bị bán làm vợ thì các cô gái không chỉ bị đánh đập mà còn bị bỏ đói, bị giam nhốt. Nhiều gia đình biết con gái đang sống dở chết dở trong tay bọn buôn người đã phải chạy tiền để chuộc mạng con về. Nói chung là tiền bạc đó là coi như là theo mà tính từ đầu tới cuối là có thể nói là khoảng 15-16 triệu. Tiền giấy tờ đi đứng này kia nọ là cộng chung số tiền mà trả thực tế người ta 10 triệu, là 15-16 triệu bạc. Nói chung đó giờ chưa có sắm món đồ nào mà nó thẳng là vài 3 triệu bạc đưa một lần mà lần này rồi phải trả giá bằng cỡ đó. Lúc đầu mình đi mình cứ nghĩ là có chồng rồi, có tiền như cha mẹ. Nhưng mà khi qua tới bển rồi mình trở về còn phải xin nợ người ta. Những tưởng đổi đời nhưng rồi lại phải trả giá, đó không chỉ là nỗi đau khổ của biết bao nạn nhân đã bị bọn buôn người lừa gạt. Trong số đó chỉ có ít người may mắn được trở về quê hương, còn phần lớn vẫn đang sống ở xứ lạ quê người với nhiều nỗi đắng cay tủi nhục. Nếu không khám phá kịp thời đường dây buôn người thì không biết số phận 30 cô gái này sẽ đi về đâu. Có thể nói vụ án buôn bán phụ nữ ra nước ngoài bị triệt phá là một thắng lợi lớn của Công an tỉnh Tiền Giang và các đơn vị phối hợp. Tuy nhiên, từ lúc hình thành cho đến khi bị triệt xóa, đường dây này đã tồn tại trong một thời gian khá dài. Có thể nói do bất cập trong việc phân cấp quản lý, nhất là các thủ tục liên quan đến người nước ngoài.
Vấn đề quan trọng là những vướng mắc ấy cần được sớm điều chỉnh, quy định rõ ràng, tránh để bọn tội phạm lợi dụng sơ hở hoạt động. Riêng đối với gia đình và chính bản thân nạn nhân, đây sẽ là một bài học nhớ đời cho sự nhẹ dạ cả tin. Bởi vì hồi đó nghèo khổ, ha, thì để gả con, thí dụ mình để kiếm mớ tiền, để quê quẩn cái, thí dụ mình con đông để nuôi con vậy đó. Nhưng mà cảm thấy hồi đó thì mình chưa hiểu hết được. Thì giờ mình tìm thấy, mình hiểu, thì cái đó thì ăn năn lại thì thành ra nó đã quá muộn màng rồi, ha. Công bằng mà nói, cũng có nhiều phụ nữ Việt Nam kết hôn với người nước ngoài, có cuộc sống hạnh phúc. Nhưng số rơi vào cạm bẫy lại chiếm phần lớn. Và chính điều này đã gây nên những bức xúc trong xã hội như báo chí đã đưa tin. Thật may mắn, Duyên đã trở lại quê nhà. Nhưng năm tháng đẹp nhất cuộc đời cô đã bị vùi dập trong những nhà chứa. Mong một cuộc sống gia đình hạnh phúc không thành, còn đứa bé này thì mãi không thể biết cha mình là ai. Theo số liệu của Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an, năm 2006, Công an Việt Nam đã phát hiện 328 vụ buôn bán phụ nữ và trẻ em, với 607 đối tượng tham gia đã lừa bán 996 nạn nhân. Lực lượng chức năng cũng đã tiếp nhận 750 nạn nhân được giải cứu khỏi bọn buôn người trở về. Từ năm 1998 đến nay, đã có gần 87.000 phụ nữ Việt Nam kết hôn với người nước ngoài, trong đó có hơn 10.000 phụ nữ tự ý vượt biên trái phép sang nước ngoài lấy chồng, chủ yếu là Trung Quốc, Đài Loan, qua một số công ty môi giới. Đáng chú ý là dịch vụ môi giới hôn nhân là mảnh đất màu mỡ để các đối tượng cò mồi dắt mối kiếm lợi. Khi tránh cái thảm cảnh này á, thì chúng tôi nghĩ rằng là trước hết thì các cô gái thì phải có hết sức là tỉnh táo khi mà có ý định là kết hôn với người nước ngoài, để mà giá trị cái cô gái Việt Nam ở nước ngoài không có bị hạ thấp, và đồng thời là để tránh cái cuộc đổi đời cược. Trước đây, tệ nạn mua bán phụ nữ và trẻ em chỉ diễn ra ở một số địa phương có đường biên giới giáp với các nước như Campuchia, Trung Quốc. Nhưng hiện nay đã lan rộng một số địa phương trên toàn quốc, đặc biệt là các hộ nghèo, dân nhập cư, trình độ nhận thức thấp, trẻ lang thang cơ nhỡ, mồ côi. Đây chính là một trong những nguyên nhân làm gia tăng tệ nạn xã hội trên địa bàn thành phố. Ngành lao động, thương binh và xã hội thành phố đã phối hợp chặt chẽ với các ban ngành chức năng, tăng cường công tác kiểm tra, để phát hiện, ngăn chặn việc lợi dụng kinh doanh để hoạt động buôn bán phụ nữ, trẻ em. Đây là hình ảnh các cô gái tại trung tâm giúp đỡ phụ nữ khó khăn được xây dựng bởi tổ chức AFESIP và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Phần lớn các cô gái này đã trải qua nhiều chấn thương tâm lý, nhưng khi cùng chung sống với nhau tại trung tâm, các cô gái trở nên vui vẻ hơn, họ chia sẻ tâm tư, điều chỉnh hành vi cũng như xây dựng lòng tự tin và một lối sống lành mạnh để chuẩn bị cho ngày trở về với gia đình và hòa nhập cộng đồng. Trung tâm AFESIP đã giúp họ mọi chi phí học văn hóa, học nghề. Đây là mô hình đạt hiệu quả nhằm giúp phụ nữ không bị bọn buôn người lừa gạt và tạo điều kiện cho họ tái hòa nhập xã hội. Quan trọng nhất bây giờ là giáo dục trong nước phải có chương trình phòng ngừa. Nhưng nếu làm chương trình phòng ngừa mà người ta không có đủ trình độ để có thể hiểu biết là phòng ngừa về cái gì và nguy cơ là thế nào, thì nạn buôn bán người sẽ còn tiếp tục. Những ai quan tâm đến tệ nạn buôn bán phụ nữ đều biết rằng càng ngày thủ đoạn của bọn tội phạm càng tinh vi, không dễ gì phát hiện bởi vì nó có cả đường dây tổ chức. Đời sống của những phụ nữ bị bán có rất nhiều trở ngại về ngôn ngữ, họ không được trợ giúp về an sinh, về sức khỏe. Những phụ nữ là nạn nhân của bọn buôn người không biết cách để tìm kiếm sự trợ giúp. Do vậy, các hoạt động hỗ trợ trực tiếp cho nhóm nguy cơ tại địa phương bằng việc hỗ trợ học nghề và giới thiệu việc làm, cho vay vốn hoặc hỗ trợ phụ nữ và trẻ em bị xâm hại tình dục, bị buôn bán lừa gạt, tái hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống, được coi là vấn đề cấp bách. Hội Phụ nữ tỉnh Đồng Tháp, Vĩnh Long, Tây Ninh vừa tổ chức các lớp dạy nghề tiểu thủ mỹ nghệ ở các cụm tuyến dân cư, vừa tư vấn giới thiệu việc làm tại chỗ phù hợp với khả năng của chị em. Bởi nếu không tạo cho họ một nghề kiếm sống ổn định thì khó có thể giữ chân họ ở quê hương. Nghèo đói, kiếm sống tha hương là một trong những nguyên nhân khiến cho nhiều phụ nữ rơi vào cạm bẫy của bọn buôn người. Trong cái phần chăm lo đó thì chúng tôi đặc biệt là tập trung vào vấn đề cái hỗ trợ vốn, rồi tìm việc làm và cái dạy nghề để mà có cái cơ hội việc làm, có thu nhập để ổn định cuộc sống. Và trong một cái phần nữa đó thì ngoài ra chúng tôi còn có cái hình thành các cái tổ nhóm ngành nghề sở thích nhằm cái mục đích là xây dựng cái chương trình là xây dựng gia đình hạnh phúc.
để bởi vì trong những cái nguy cơ đó thì đó có một cái tiềm ẩn nguy cơ là gia đình không hạnh phúc, gia đình đổ vỡ, gia đình có hoàn cảnh éo le, thì đây cũng là một cái trường hợp mà có thể dẫn đến là các trẻ em gái có thể là nguy cơ bị mua bán. Để tệ nạn buôn người không bùng nổ trên địa bàn, thành phố Hồ Chí Minh cũng như các tỉnh miền Tây Nam Bộ đã và đang đẩy mạnh công tác truyền thông giáo dục để mọi người dân hiểu được thủ đoạn của bọn buôn người. Hiện nay, thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành xây dựng mạng lưới tuyên truyền viên ở 3 phường điểm tại quận 7, Thủ Đức và huyện Bình Chánh. Việc phát động truyền thông qua mặt trận và các đoàn thể quần chúng, đặc biệt là ở cơ sở, để giúp người dân ý thức được việc làm dù mới chỉ nhen nhóm, góp phần cho việc phòng ngừa đạt hiệu quả cao. Để mà nâng cao nhận thức đó thì chúng tôi đẩy mạnh cái tuyên truyền. Và trong tuyên truyền thì nó có hai cái hình thức. Một là cái tuyên truyền bề rộng qua thông qua các phương tiện thông tin đại chúng. Và vấn đề thứ hai chúng tôi tập trung và lưu ý nhất là vấn đề nâng cao nhận thức từ các cái tổ nhóm trong cộng đồng dân cư. Nâng cao cái năng lực cho tuyên truyền viên để làm sao có tuyên truyền thu hút được cho người dân, người ta hiểu được vấn đề đó là thế nào là nguy cơ và thế nào là bị mua bán, bị lừa gạt, bị mua bán. Có thể nói bên cạnh những mặt tích cực của công tác bảo vệ pháp luật, xử lý những hành vi liên quan đến hoạt động buôn bán phụ nữ trẻ em, thì nhiều năm qua thực trạng này vẫn có chiều hướng diễn biến phức tạp. Bởi trong thực tế cũng còn các cấp chính quyền địa phương chưa coi tệ nạn buôn bán phụ nữ và trẻ em là vấn đề cần được ưu tiên, chưa nhận thức được hiểm họa của tệ nạn này đối với sự an toàn của phụ nữ tại địa bàn mình quản lý và cả số người nhập cư tại địa phương. Ngay cả khi người dân có người thân bị mắc nạn, có khi họ giấu giếm và không yêu cầu chính quyền hỗ trợ can thiệp. Việc thiếu thông tin như vậy đã làm cho công tác phòng chống tệ nạn buôn bán phụ nữ khó phát hiện và ngăn ngừa hiệu quả. Sự nhận thức của chính quyền địa phương đối với tệ nạn này chưa được các địa phương đặc biệt quan tâm. Và sự phối hợp của các cơ quan ban ngành cũng còn một số vấn đề hạn chế, chưa đồng bộ và chưa xem đây là một cái nhiệm vụ trọng tâm. Sắp tới, do đó, thì thành phố Hồ Chí Minh cũng đã có chỉ đạo, chúng tôi cũng sẽ triển khai mạnh mẽ công tác tuyên truyền, giáo dục về cái tệ nạn buôn bán phụ nữ trẻ em, đặc biệt là nhấn mạnh vào cái thủ đoạn âm mưu của bọn buôn người để mọi người nhìn thấy mà tránh. Đồng thời, ngoài công tác tuyên truyền, chúng tôi cũng xây dựng một kế hoạch hỗ trợ tiếp nhận nạn nhân là phụ nữ và trẻ em bị buôn bán trở về, giúp những người này có điều kiện tái hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống. Đồng thời, chúng tôi cũng tiếp tục triển khai cái kế hoạch phòng chống xâm hại tình dục trẻ em. Thì kế hoạch này chúng tôi sẽ phối hợp với Ủy ban Dân số Gia đình và Trẻ em, cũng như các ngành công an, kiểm sát, tòa án nhân dân để xử lý mạnh mẽ, triệt để những kẻ gây ra cái tội ác này. Ngoài ra, thì chúng tôi cũng tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra, xử lý các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm mà có dấu hiệu phát sinh tệ nạn xã hội. Đặc biệt là chúng tôi sẽ xử lý thật nặng những cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm nào mà sử dụng lao động là trẻ em. Bảo vệ phụ nữ, trẻ em nói chung và phòng chống buôn bán phụ nữ trẻ em nói riêng luôn được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước. Tuy nhiên, vấn nạn mua bán phụ nữ và trẻ em trong hơn 10 năm gần đây có xu hướng gia tăng, mặc dù nhà nước đã có nhiều chính sách biện pháp quyết liệt để đấu tranh với vấn nạn này. Một cuộc đổi đời ngược của biết bao số phận những cô gái sẽ khó mà chấm dứt nếu họ vẫn còn ảo tưởng, vẫn dấn bước trong sự liều lĩnh hạn chế về hiểu biết. Trong khi việc tuyên truyền giáo dục thực trạng này hầu như bị bỏ ngỏ ở vùng nông thôn, đặc biệt là ở những vùng sâu, vùng xa, nghèo khó.